đang bị tiểu đường hay là tiền tiểu đường mà muốn tăng cân thì xem hết video này nhé. Năm 2020, năm mà Covid bùng phát rất mạnh, có một bạn trẻ ở Cà Mau đã bị tiền tiểu đường 2 năm, đường huyết của bạn đã ổn định. Nhưng mà cơ thể bạn thì rất là gầy, cho nên bạn đã điện cho mình hỏi về chế độ ăn làm sao để tăng cân mà vẫn ổn định được đường huyết. Khi tư vấn, mình mới biết được rằng là trước đây bạn có thói quen là ăn và uống đồ ngọt rất nhiều. Khi đi khám sức khỏe định kỳ thì bạn đã phát hiện ra bị tiền tiểu đường. Nhưng mức độ bệnh của bạn thì chưa phải dùng thuốc mà chỉ cần thay đổi chế độ ăn hàng ngày. Sau khi bị bệnh, bạn tìm hiểu về bệnh thì mới biết rằng là khi mắc bệnh tiểu đường sẽ phải dùng thuốc cả đời. Cho nên bạn đã tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Khi thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ thì đường huyết của bạn đã ổn định và tất cả các chỉ số xét nghiệm đều tốt. Nhưng bạn lại không dám ăn nhiều vì bạn sợ sẽ bị tăng đường huyết trở lại, nên cơ thể bạn đã rất là gầy và bị sụt cân rất là nhiều. Khi tư vấn cho bạn thì mình hỏi kỹ cái chế độ ăn của bạn thì thấy rằng bạn ăn quá ít và hiện tại cân nặng của bạn thì đang bị thiếu 5kg so với cân nặng chuẩn. Mình đưa ra cái cân nặng tốt nhất mà bạn nên đạt được và hướng dẫn cụ thể về chế độ ăn để giúp bạn tăng cân mà không bị tăng đường huyết. Mình hướng dẫn bạn chọn những thực phẩm nào nên ăn và những thực phẩm nào không nên ăn. Bạn nào mà cần những cái danh sách về thực phẩm nên ăn và không nên ăn cho người bệnh tiểu đường thì hãy để lại bình luận phía dưới mình sẽ tặng nhé. Mình cũng hướng dẫn bạn cách lên thực đơn làm sao để phù hợp với thói quen ăn uống, điều kiện kinh tế cũng như là thực phẩm sẵn có ở địa phương của bạn ấy. Và mình hướng dẫn cách chế biến thực phẩm, lượng ăn từng bữa như thế nào và lượng ăn hàng ngày như thế nào và cách ăn như thế nào để vừa tăng cân và vừa ổn định đường huyết. Sau 3 tháng bạn làm theo hướng dẫn của mình thì bạn có điện lại thông báo rằng là bạn đã đạt cân nặng lý tưởng đúng như mà bạn đã đặt ra. Qua câu chuyện của bạn trẻ này thì mình có lời khuyên cho các bạn là hãy duy trì cái chế độ ăn lành mạnh đầy đủ dinh dưỡng, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt hay là thần thánh hay là ăn quá nhiều bất kỳ một cái loại món ăn nào. Điều này nó đều ảnh hưởng đến sức khỏe và các bạn nên có kiến thức dinh dưỡng để tự xây dựng cho mình những cái thực đơn dinh dưỡng để phù hợp với thể trạng cũng như là điều kiện kinh tế cũng như là tình trạng bệnh lý của từng người. Hoặc các bạn có thể tìm sự trợ giúp của các chuyên gia dinh dưỡng để lên thực đơn phù hợp với cơ thể của các bạn. Và các bạn không nên ăn uống kiêng khem quá mức vì cơ thể chúng ta luôn cần các chất dinh dưỡng để duy trì các hoạt động sống cũng như là năng lượng để chúng ta hoạt động hàng ngày. Nếu như bạn nào bị tiểu đường hay tiền tiểu đường mà muốn tăng cân hoặc giảm cân thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới mình sẽ hỗ trợ các bạn nhé.